Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với channel Trải Nghiệm. Hôm nay thì mình chỉ cho các bạn cách mua Liliana bằng chỉ có 13.888 vàng mà thôi anh em ơi. Đó. Liliana thì đang ở server Việt Nam và giá bán của nó là 18.888 vàng. Vậy tại sao làm sao để mà mua được 13.888 vàng? Thì anh em xem theo mình nhá. Đầu tiên chúng ta vào cái đặt và sau đấy chúng ta chuyển sang ngôn ngữ đó chính là tiếng Đài Loan, người ta gọi là tiếng tàu khựa đó. Ok. Sau đấy thì chúng ta khởi động lại game như yêu cầu của game đấu thôi. Ok, chúng ta đăng nhập lại nick của chúng ta ha, để mà tìm luôn cái vị tướng đó chính là Liliana, để xem là liệu giá của cô nàng này có giảm xuống 13.888 vàng hay không. Ok, chúng ta tìm nhé. Đây rồi, Liliana của chúng ta 13.888 vàng anh em ơi. Đó, Tulen hay là mấy cái vị tướng khác thì hoàn toàn có một cái giá khác, mà Lily lại là 13.888 vàng. Vậy là chúng ta chuyển sang một cái nick khác để mà mua ha. Nick đấy thì tôi không có vàng đó, chính vậy tôi chuyển sang một cái nick phụ khác để mà mua test cho anh em thấy là Lily này liệu có thực hay là ảo, và liệu có chơi đấu rank hay là đấu thường được hay không. Thì câu trả lời chắc chắn ở đây cho anh em. Ok, đó, 13.888 vàng anh em ơi. Ok, tôi mua ngay nhé. Ôi cha, thì là tôi xem nào, thiếu một chút vàng anh em ơi. Ok, bán chơi chơi người rơi luôn anh em ơi. Bán ngay một viên ngọc cấp 3 và chơi cùng anh em, bán luôn, không phải xoắn. Đó, chúng ta vào và mua luôn Lily nhé anh em ơi. Ok, Lily 13.888 vàng, mua ngay lập tức. Just go baby, yeah, thấy chưa? Tôi vừa mua được Liliana 13.888 vàng, mua và chơi luôn cho anh em, để mà chứng thực cho em biết là hoàn toàn mua được và chơi đấu rank đấu hạng bình thường. Ok, thôi đầu tiên tôi sẽ test một trận đấu, một trận đấu 1v1 cho anh em thấy. Rất nhiều anh em đang thắc mắc là liệu khi mà chúng ta mua với cái giá rẻ như vậy có bị khoán nick hay không? Kiểu như là có thể sợ bị Garena coi mình là hack hiếc gì đấy thì khoán nick chẳng hạn. Thì đảm bảo cho anh em đó chính là không bị khoán nick đâu anh em ơi. Cơ hội bị khoán nick chỉ có 0.01% thôi. Tại sao? Tại vì từ trước đến nay Garena xảy ra rất nhiều hiện tượng gọi là mua may bán đắt ấy. Tức là giống như là Airi nhá. Trước thì một lần khi mà đang bán bằng quân huy ấy, thì có bán bằng 25.888 vàng trước. Rioma có bán trước một ngày xong đấy lại thu hồi lại. Thì Liliana đều vậy thôi. Liliana của chúng ta sẽ bị thu lại hoặc là không bị thu lại, thì tùy theo cảm xúc của Garena anh em ơi. Nhưng mà chúng ta ít ra được vài ba ngày đấu rank đấu thường bằng Liliana rồi. Như vậy là chúng ta là sao? Như vậy thì tất cả mọi người đang chơi ở server Việt Nam có cơ hội trải nghiệm vị tướng Liliana ngay trên máy chủ chính thức mà chẳng cần phải thể thử hay gì cả, có thể vào đấu rank hẳn hoi cơ. Ok, đây là chúng tôi vừa xong cái trận đấu 1v1 để cho anh em thấy là Liliana hoàn toàn là chân thực, không phải là ảo đâu anh em ơi. Ok, đó là một trận đấu 1v1. Thì bây giờ tôi sẽ thử nghiệm cho anh em một trận đấu 5v5 nhá. Đấu rank thì tôi hơi lười chơi tại vì hiện tại là không có thời gian, thành ra đấu thường thì nó nhanh anh em ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy chọn một cái trận đấu đấu thường để mà chứng thực cho anh em thấy. Nguy cơ của chúng ta chỉ bỏ ra 13.888 vàng để test. Anh em có thể là một số anh em đang thắc mắc là liệu có phí quá không. Thì đương nhiên là không phí rồi, tại vì nếu bà bị thu lại thì mình lại được hoàn trả lại 13.888 vàng, lại được trải nghiệm mà Liliana không chỉ ở đấu thường mà còn ở đấu rank. Nhưng mà lưu ý là chưa tập ra gì đừng có mang vào rank nha, khổ anh em lắm. Ok, đó, thấy chưa, đây chính là cái trận đấu thường của mình đó với Liliana. Anh em bật loa to gió nhá. Đấy, nghe tiếng đang biến về của thanh niên Van ở đây thì tôi tẩn vào luôn. Anh em khi mà biến về ấy, tốt nhất là cách xa đối thủ một chút, đừng có ở gần quá. Ở gần quá thì nghe cái tiếng biến về ấy, kẻ địch có thể là nghe thấy được. Đó sẽ là một cái mẹo nhỏ cho anh em, đừng có coi thường kẻ địch mà đứng ngay gần kề hắn ta mà lại bơi về thì nguy hiểm lắm. Ok, vậy là tôi vừa giải quyết xong trận đấu 50 năm rồi. Thì bây giờ thực nghiệm tiếp theo của tôi đó chính là nếu mà chúng ta đổi sang tiếng Việt không sử dụng bản tiếng Tàu, liệu có còn Liliana sau khi chúng ta mua hay không. Thì bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho anh em và chứng minh giả thiết đó cho anh em ngay bây giờ nhé. Ok, đó, bây giờ chúng ta chuyển sang tiếng Việt rồi. Ok, chúng ta vừa chuyển sang tiếng Việt và chúng ta phải đăng nhập lại, đăng nhập nick lại để xem còn có Liliana không ha. Ok, đợi một chút, tôi đang loay hoay lọ mọ để mà đăng nhập lại nick này. Let's go baby. Ok, đăng nhập bằng nick fake. Yeah,
Fan của tôi là Hoàng Canh nha, anh em đừng quên kết bạn và theo dõi mình. Ok, đó, chúng ta vào xem. Đấy, chưa? Lịch sử là có Liliana. Đấy, có Lily rồi. Ok, đừng tiếc gì một like và đăng ký kênh cho một thông tin bổ ích cho anh em hàng ngày ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.